Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh bùng phát và kéo dài trong nhiều tháng qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, trong đó có du lịch. Hàng loạt đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Doanh thu từ du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Khi tình hình dần được kiểm soát tốt, cũng là lúc du lịch có cơ hội hồi sinh. Dù còn khá rụt rè, nhưng hoạt động du lịch ở Sóc Trăng đã tái khởi động trở lại sau thời gian dài im ắng vì dịch COVID-19. Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả ở Sóc Trăng, cuộc sống dần trở lại nhịp điệu sôi động của thường ngày. Nhiều người cũng bắt đầu những chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình người thân. Tuy nhiên, do lượng khách đăng ký còn khá ít, nên các công ty du lịch cũng chưa tung ra nhiều chương trình tour trong thời điểm này. Khách đăng ký chủ yếu ở quy mô nhỏ và đăng ký theo nhóm gia đình hoặc bạn bè. Tâm lý e ngại dịch bệnh vẫn còn, dù đơn vị lữ hành đã thực hiện khá đầy đủ các biện pháp phòng dịch. Bắt đầu cái tình hình dịch bệnh tương đối được kiểm soát á, thì thật ra lúc đầu thì mình cũng ngại. Cá nhân công ty của mình á, là cũng như các mình gọi là ngại là với lý do là mình cũng chưa biết là các cái địa phương khác như thế nào. Nhưng mà khi mà sau cái Tết du lịch mình vẫn chưa có lên tour, nhưng mà công ty du lịch Hữu Toàn bắt đầu sau đó thì khởi động chậm, tức là gần cận Tết á, thì khoảng tầm gần qua rằm thì mới có khởi động, là không ngờ là cái lượng khách đăng ký có, thật ra là có, thì nó gọi là rầm rộ như mọi năm thì không đến nỗi, nhưng mà so với cái tình hình Tết 2021 thì Tết Nguyên đán năm nay là công ty có một lượng khách, và đặc biệt năm nay nó có nhờ cái công ty có chương trình kích cầu mà một nhóm bạn nhỏ, một nhóm gia đình nhỏ đó là đi thì Toàn vẫn nhận, thì quan trọng là khoảng tầm 10 mười mấy khách đó, thì cũng may mắn là Toàn có được một cái nhóm khách đó, hoặc là cái gia đình hoặc là nhóm bạn rủ nhau đi. Thì sau cái đợt đi về thì mình cũng có chuẩn bị cái công tác như là thực hiện 5K hay là mình tầm soát ngay từ đầu, thậm chí là có những cái tour mà đi ngay mùng 1, mùng 2 á, là mình còn test nhanh tại chỗ, thì kiểu giống như không phải là mình làm hình thức lấy lệ, mà là cũng đó cái cách để mình giữ gìn cho an toàn cho khách á. Thì rõ ràng nhận được cái sự tương tác như là cái tình cảm rất là tốt của khách hàng, và cho đến thời điểm này thì mình cũng chưa dám nói gì thêm, nhưng mà mình cũng đã nhận được một số những cái đơn hàng cho những tiếp theo, chứng tỏ là cái không khí du lịch đã bắt đầu sôi động lại rồi. Cùng với nhu cầu đi du lịch của người dân Sóc Trăng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng bắt đầu đón lượng khách đến đông hơn so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, một số cơ sở đã kín hết các phòng. Các dịch vụ đi kèm cũng được mở lại sau thời gian phải tạm ngưng vì dịch. Thì trong cái dịp Tết mà dương lịch với lại Tết Nguyên đán, thì em thấy cái số lượng khách từ các tỉnh về thì nó khoảng chiếm khoảng 80% số phòng của tụi em ở đây, được cải thiện so với cái thời gian dịch bệnh xảy ra đó. Thì nói chung là cũng chưa gọi là tốt lắm, nhưng mà với cái mức khách hiện tại thì em cũng thấy là ổn định. Đối với khách phòng lưu trú hiện nay á, thì tụi em có phục vụ ăn sáng cho khách phòng. Còn thời gian sắp tới á, thì theo như dự kiến là tụi em sẽ mở thêm cái phần mà phục vụ ăn uống cơm trưa, giống như hoặc là tiệc buổi chiều để phục vụ cho khách phòng tại đây. Nếu như các công ty lữ hành khởi động các tour đưa khách ra ngoài tỉnh, thì các điểm đến trong tỉnh cũng bắt đầu đón những đoàn khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, cũng bởi tâm lý e ngại dịch bệnh, nên lượng khách chưa nhiều và nhiều dịch vụ vẫn còn chưa được khai thác đầy đủ. Trước dịch cũng đón được một số đoàn, nhưng mà tới dịch giờ là không có đón đoàn được, chỉ sau khi ổn định bên phòng văn hóa thể thao mới hướng dẫn cho quy trình đặng mà làm phòng chống dịch, rồi trình lên huyện, ủy ban huyện duyệt, rồi ngày 1/1 là Tết Tây đón được đoàn khách là 30 người ở ngủ lưu trú luôn. Rồi sau đó từ hồi Tết Tây tới giờ tới mùng 5 là đón được 65 lượt khách, là 30 lượng khách lưu trú, còn nhiều người ta chỉ ăn chơi rồi dịch vụ rồi người ta đi, chứ người ta không có ngủ. Rồi hướng tới là dự định là đón khách hè, mình chắc phải xây dựng thêm phòng đơn á, tại vì nhiều khách liên hệ rồi mình thiếu phòng đơn nên người ta không có đặt. Thì lại cũng nhờ bên các cấp các ngành đó hỗ trợ về cái hướng dẫn thêm, đặng mà mình phục vụ khách cho tốt hơn. Sau thời gian dài ở yên một chỗ, nhu cầu được nối lại các chuyến đi của người dân là khá lớn. Tuy nhiên, cả người kinh doanh du lịch và người sử dụng dịch vụ du lịch đều mang tâm lý dè dặt
thăm dò tình hình diễn biến dịch bệnh. Do đó, để du lịch thật sự phục hồi, có lẽ vẫn cần thêm thời gian.